Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 20 làm 4 người chết, chiều ngày 30 tháng 9, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, tài xế xe khách là Hoàng Văn Tính, 37 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị tạm giữ hình sự. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9, tài xế Tính điều khiển xe khách thành bưởi giường nằm, trên xe chở theo 32 hành khách, lưu thông trên quốc lộ 20. Khi đến khu vực km 48, khu vực ấp 3, xã Phú Vinh, tài xế Tính điều khiển xe ô tô vượt bên trái xe tải lưu thông cùng chiều phía trước. Khi vượt, tài xế xe khách thành bưởi vượt ẩu, lấn trái và đâm vào xe ô tô 16 chỗ. Cú tông mạnh khiến 4 người chết, 4 người bị thương. Theo khu quản lý đường bộ 4, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, thiết bị giám sát hành trình được lắp trên xe giường nằm nói trên ghi nhận vào thời điểm xảy ra va chạm. Xe giường nằm chạy với tốc độ 69 km/h, trong khi đoạn đường trên chỉ cho phép tối đa 50 km/h.